Hành trình qua cánh đồng chết, số 24, tác giả Chanrithi Him. Chị Chê ốm vì lên cơn sốt, người chị nóng hổi, nhiệt độ không hạ xuống mặc dù đã đắp vải nhúng nước lên trán và lên bụng. Chị Ra trở về từ trại lao động đúng lúc để giúp đỡ tôi. Chị Ri và Mập cũng từ bệnh viện trở về. Anh Than thì vẫn ở xa, tại một trại lao động nào đó. Sự có mặt của hai anh chị Ra và Ri an ủi tôi đôi chút. Bây giờ tôi không đến nỗi quá sợ khi nghe tiếng chị Chê ú ớ mê sảng trong giấc ngủ. Những tiếng đó thường đánh thức tôi dậy vào giữa đêm. Chị Chê nằm trên sàn, hơi thở chị cạn. Sau khi cơn sốt dừng, chị thấy đói. Nhưng tất cả những gì chúng tôi có là cháo gạo nấu với khoai. Mùi thứ nước này làm chị thấy buồn nôn. Người chị càng gầy đi nhanh chóng, bằng một giọng nói nhỏ khao khát. Chị nói chị muốn có thức ăn thật sự, cơm với thịt bò tẩm sốt, cháo thịt heo, cam, hoặc ít nhất là sữa ấm, ngọt để làm mất đi cái vị đắng chát trong miệng chị. Tôi ước ao mình có thể trở lại thời gian trước đó để mang chị các loại thức ăn mà hồi trước Mark đã mua cho chúng tôi khi một trong chúng tôi đau ốm. Chị Ra và tôi chuồn đi đánh cá ở bờ sông phía tây, nằm bên một tràng cỏ, cách đáp pô chừng 2 dặm. Chị Ra mang theo lưới mùng, còn tôi là một cái chảo sắt. Trong bầu trời đêm, sao lấp lánh, một mảnh trăng chiếu sáng đường đi. Dế kêu rỉ rả như điệu hát buồn của cuộc sống chúng tôi. Chúng tôi bước nhanh theo con đường đất ngoằn ngoèo dọc các căn lều của dân mới. Mặt đất lạnh ẩm làm nhẹ tiếng bước chân của chúng tôi trong đêm. Khi chúng tôi đến sông, bóng trăng phản chiếu trong mặt nước. Đã một thời gian dài từ lần cuối cùng khi tôi đến đây, đó là lúc tôi phải dắt bò đi qua sông đến ruộng lúa cùng với mấy đứa trẻ trong đoàn. Lúc đó em Avi còn sống và Mark cũng vậy. Chị Ra đề nghị chúng tôi đánh cá dưới những cành cây tỏa ra ở phía bên kia của bờ sông. Những cành cây ấy sẽ che chở chúng tôi khỏi cặp mắt của bọn chỉ điểm. Chị nghĩ vậy. Tôi đồng ý, nhưng lại sợ băng qua cây cầu tạm đã hư nát, dựng lên trên các cây cột tháp cũ còn nhô lên mặt nước. Tôi còn nhớ, trên đỉnh những chiếc cột này, người ta lát những phiến gỗ vuông. Như thường lệ, chị Ra giục tôi đi nhanh, như chị làm thế khi chúng tôi lên trốn đi xin bốc thức ăn ở trại ba. Tôi đành phải bò qua cầu sau lưng chị. Tôi không lo âu về bọn chỉ điểm, chỉ lo bị rơi xuống dòng nước đen sì. Tay chân chúng tôi thay cho mắt. Qua cầu xong, chúng tôi kiếm đường đi xuống dòng sông. Nước lạnh, chúng tôi đánh cá dọc bờ sông, cạnh các cành cây tỏa ra, vì nước ở bờ sông cạn hơn. Chị Ra cầm một đầu lưới đứng ở phía giữa sông, còn tôi đứng ở phía gần bờ. Thế mà nước cũng lên tới ngực tôi. Chậm chậm, chúng tôi lội tới với hai tay cầm lưới dang rộng. Cái chảo thì nổi trước lưới, đánh dấu bởi đầu chóp nhô lên của nó. Kế hoạch của chúng tôi là buông lưới ở chỗ sông dưới bóng im của các cành cây. Cá thường tụ tập ở đó suốt ngày khi trời nóng. Thở nhẹ, chị Ra bảo tôi đưa cho chị cái chảo. Sau khi đẩy cái chảo qua cho chị Ra, tôi vói tay sờ vào cái vật đen đen giữa lưới để xem chúng tôi bắt được cái gì. Ô, tôm, vô số tôm. Chị Ra mừng rỡ kêu lên. Ý tưởng về con tôm làm tâm hồn tôi bay bổng. Tôi không thể đợi được cho đến khi đánh cá xong nữa. Đói quá. Chị Ra và tôi ăn ngay một vài con. Tôi chụp lấy ít con trong chảo và đưa luôn vào miệng. Chúng vùng vẫy, đuôi chích vào lưỡi tôi. Một số con chỉ bằng ngón tay tôi, số khác lớn hơn một chút. Rồi chúng tôi vội vã trở về lều.
Khi chị ra và tôi bước xuyên qua làng, đêm hoàn toàn im ắng. Như thể chúng tôi là hai linh hồn duy nhất đang lang thang trong đêm. Đến lều, chúng tôi càng cố gắng yên lặng hơn. Khi chúng tôi sắp để chảo và lưới xuống khoảng trống trước lều, thì nghe tiếng chị Chê thều thào trách móc. Chị lo chết được. Tại sao các em đi lâu quá vậy? Chị ngủ không được. Chị cứ nghĩ bọn chưa lốp đã giết tụi em. Thế là hai đứa em gái của chị đã chết vì chị. Chị nói nhanh, giọng mạnh hơn một chút. Nhưng chị Chê này, có vô số tôm đấy. Chị ra nói nhỏ, phấn khích. Chẳng biết được khi nào thì tụi em mới đi đánh cá lại. Thế nên em nghĩ mình phải bắt cho được một số kha khá, kẻo uổng công. Này, xem tôm này, gần đầy chảo đấy. Chị đưa cái chảo về phía chị Chê. Tôm nhiều quá hả? Thế mà A Thi và em đã ăn quá nhiều nãy giờ rồi đấy. Ngọt lắm. Ồ, tôm còn sống đấy. Chị Chê kêu lên. Chị Ri cũng phụ họa theo. Họ ríu rít bóc tôm bỏ miệng. Trong cái đói và trong bí mật, chúng tôi lặng lẽ ăn trong bóng tối. Mập cũng thức dậy tham gia. Chúng tôi cùng nhau ăn tôm sống, thò tay vào, bóc mãi, giống hệt như bóc đậu rang ăn trong rạp chiếu bóng ngày xưa. Trong tâm trí, tôi hình dung mắt hài lòng, vẻ mặt vui tươi của bà khi đặt con tôm vào miệng. Tôi ước chi mẹ có mặt lúc này với chúng tôi. Nhưng niềm vui được cùng sống với gia đình của tôi không kéo dài được lâu. Sau hai lần nữa đi ra sông để bắt tôm, Anka lại gọi đưa tôi vào đoàn thiếu nhi đóng ở một ngôi làng Sadapo. Tôi ở trong một căn nhà gỗ, chỉ có một phòng trống trơn dựng trên cột với một bậc thang dốc đứng, cùng với 50 đứa trẻ khác. Công việc của chúng tôi là phát các bụi rậm trong rừng để chuẩn bị trồng khoai và ngọc giá. Mặc dù rằng khổ lại bị cách ly khỏi gia đình, tôi cố tìm điều tích cực trong sự thay đổi này. Tôi dễ chịu khi biết rằng Thore Meta, người phụ nữ khoan dung và hiểu biết thời tôi còn làm việc đuổi chim ăn lúa, bây giờ là người lãnh đạo đoàn của chúng tôi. Đã 2 tuần rồi kể từ lần cuối cùng tôi thấy chị Chê. Phải làm việc từ rạng sáng cho đến khi tối mịt, tôi kiệt sức, không còn sức lực để nghĩ đến chị nữa. Nhưng khi nghĩ đến thì tôi thấy nhớ chị vô cùng. Biết chị bệnh khi tôi rời nhà đến nay, tôi sợ, rất sợ rằng tôi sẽ mất chị, như tôi đã mất Pa, Mắc, Avi và Vin. Mặc dù có ăn tôm, cơn sốt của chị vẫn tăng lên. Nhiệt độ cơ thể của chị vẫn tiếp tục tăng lên. Chị càng ngày càng mê sảng. Mỗi ngày sự sống của chị trôi đi dần. Chị cần phải được chăm sóc thuốc men thích hợp, chứ không phải chỉ thực phẩm không mà thôi. Tôi không biết làm cách nào cứu được chị. Tôi nghĩ về Pa và chiếc bàn đựng thuốc của ông, nghĩ về các pháp thuật có thể chữa lành bệnh cho chị. Tôi muốn mang chị lại thời trước để Pa có thể chữa cho chị. Tối hôm nay, có một điều gì đó cứ day dứt tôi mãi. Nằm trên sàn nhà, tôi hoàn toàn thức khi tiếng nói trong tôi thúc giục tôi phải đi thăm chị Chê. Nỗi thôi thúc ấy càng lúc càng mạnh, khiến tôi bật khóc. Có cái gì bên trong đang gặm nhấm tôi. Tôi khóc thét lên. Đồng chí nào đang khóc đó? Giọng của Thore Meta hỏi. Chân bà bước lên cầu thang. Tôi nhỏm dậy và ngồi nơi góc nhà, nhìn cái bóng của Thore Meta. Tại sao lại khóc hả đồng chí Thi? Bà hỏi, giọng nghiêm khắc. Chị cả của cháu bệnh nặng. Cháu muốn thăm chị. Cháu muốn thấy chị trước khi chị chết. Tôi kiệt sức. Đi đi, đi thăm chị của đồng chí đi, rồi trở về ngay. Nếu có ai hỏi, bảo họ rằng tôi cho phép đồng chí đi. Nói xong, bóng của Thore Meta biến mất trong đêm tối. Khi tôi về đến lều, thấy còn một ngọn lửa trong hố bếp. Tuy nhiên không có nấu gì, chỉ thấy ngọn lửa không liếm láp bóng tối. Khi đến trước cửa lều, tôi đã chuẩn bị trước cho mình. Đừng để chị có tội.
Việc tôi vào đột ngột làm tiếng yếu ớt của chị Chê dừng lại. Chị Chê, A Thi về đây này, chị Di báo. Chị quay đầu lại, cả chị Ra và Mập cũng vậy. Mọi người nhích ra, nhường chỗ cho tôi thấy chị Chê. Co quắp, nằm trên tấm ván sàn, hơi thở của chị rất cạn. Tôi đến gần hơn để ngắm chị. Đôi mắt chị sâu hoắm, trũng xuống, làm tôi giật mình. Chị Chê, em đây. Tôi nói nhỏ, muốn chị mở mắt. Đột nhiên, mắt chị động đậy dưới mí. A Thi ơi, chị Chê thều thào. Nếu chị có làm điều gì không phải, làm tổn thương đến em hãy tha thứ cho chị. Em gái yêu, chị xin lỗi, đừng để cho chị có tội. Chị nghẹn thở, người co giật. Không, chị Chê, chị không làm điều gì sai cả. Chị không bao giờ làm sai. Tôi sụt sịt, cố gắng hết sức để đè nén nước mắt và cơn đau trong lồng ngực. Các em, tất cả các em, hãy tha thứ cho chị vì những điều chị làm sai. Hãy đừng để chị tội lỗi. Mắt chị nhắm lại. Chị không có lỗi gì cả, chị Chê. Chị Di nói, giọng dịu dàng. Chị Di thì sụt sịt, đưa tay nắm tay chị Chê. Chị không làm điều gì sai cả. Khi chị chết, hãy chôn chị dưới cái cây trước lều mình. Chị muốn chăm sóc tất cả các em, Mắc, mẹ và ba của chúng ta chết đi. Không còn ai săn sóc các em. Chị muốn trông nom các em. Ra, em đừng quên nhé, em gái. Ngày hôm sau ở trong rừng, tôi không nghĩ gì về chị Chê, về thân thể teo tóp của chị, về việc chị nài xin tha thứ. Tôi cứ nhìn vào khoảng không, tay thì cứ phát cỏ vào bụi cây. Tôi cũng quên bẵng mất mấy đứa trẻ làm việc bên cạnh tôi. Các đồng chí, đến giờ ăn trưa rồi, tiếng một người đàn ông. Đó là tiếng lè nhè của con trai người trưởng đoàn. Bọn trẻ bên đoàn tôi vội vã đi vượt qua tôi để đến lãnh phần ăn. Nhưng ngày hôm nay thì cả việc đi lấy thức ăn cũng là một công việc chán ngắt. Tôi ngồi dưới bóng dâm, tay đung đưa bắt cháo lá đen xì. Tôi nghe tiếng một cậu con trai nói: không biết đồng chí kia có bao giờ cười khi nhận khoai hoặc cơm không nhỉ? Tiếng một người phụ nữ nói: tôi chưa bao giờ thấy nó cười, mặt nó lúc nào cũng buồn, chân mày nhăn tít lại. Đột nhiên, những tiếng nói sống động của chị Chê lại hiện ra trong trí tôi, che mờ đi những gì đang xảy ra trước mắt. Chị nói: đến thăm chị lại nhé, A Thi, ngày mai nhé, nhớ đừng quên. Không, tôi không quên. Tôi nói thầm với mình như thể muốn cho chị cùng nghe. Khi đoàn lao động của tôi trở về nhà tập thể, Thori Meta cho phép tôi đi thăm chị Chê. Dường như bà biết trước tôi sẽ xin phép điều đó. Bà nói: đi đi rồi trở về nhé, giọng đầy quan tâm. Tôi vọt xuống cầu thang trước nhà tập thể. Gió ấm và ẩm, buổi chiều biến thành chạng vạng rất nhanh. Khi tôi về đến lều nhà, ngọn lửa dưới nhà vẫn đang cháy, nhưng lần này mờ hơn. Khi lửa gần tắt, tôi nhìn thấy chị Ra, chị Di và Mập nằm gần Chê. Tất cả yên lặng. Tôi không nghe tiếng chị Chê như đêm hôm qua. Tôi cảm thấy mình trở về quá muộn. Tôi đang đứng đây, muốn nghe chị nói, muốn nghe rõ chỗ mà chị nói nửa chừng hôm qua. Chị Chê ơi, A Thi về đây. Tôi thì thào: em về thăm chị đây, chị Chê. Bà trưởng đoàn cho phép em về. Không có tiếng trả lời, chị Ra và chị Di quay nhìn tôi, cả hai cùng khóc. Tiếng khóc của Mập phụ họa theo. Chị Di nói chị Chê đã ngừng nói sáng nay, thế nhưng chị đã yêu cầu tôi về thăm chị kia mà. Hẳn chị còn muốn nói thêm điều gì với tôi. Chị không thể ngừng nói bây giờ, không thể được. Tôi khóc, hụt hơi. Đột nhiên, tay chị Chê với ra phía tôi. Tôi lùi lại không kiềm chế nổi, thét lên. Tay chị buông xuống sàn, cổ họng chị nghẹn lại. Mí mắt chị hơi rung rung, rồi nhắm lại.
cảnh tượng quá sức chịu đựng của tôi. Tôi rời lều, chạy trở về nhà tập thể. Suốt đêm hôm đó tôi nằm khóc, dẫu đau đớn, đó là của riêng tôi, nỗi buồn của tôi được cả những đứa trẻ trong công xã chia sẻ. Chúng khóc nho nhỏ, tiếng sụt sịt của chúng vang lên khắp gian phòng. Ngày hôm sau, khi làm việc xong, khi tôi đang phơi quần đã giặt xong lên vách trong căn nhà tập thể, thân thể tôi cảm nhận một cái gì đó rất kỳ lạ, một cảm xúc đột ngột dâng tràn khắp người tôi. Tôi choáng váng, rồi nước mắt cứ ứa ra. Chị Chê! Tôi hét lên, gọi thầm tên chị. Chị Chê đã chết. Ôi trời! Xin hãy phù hộ cho chị với. Tôi nghe tiếng bước chân lên nhanh. Tôi chùi nước mắt và đứng trước mặt tôi là bọn trẻ trong phòng. Nét mặt chúng là tấm gương phản chiếu nỗi buồn của tôi. Rồi Thoremeta nhô lên. Tôi đến trước bà và nói: cháu muốn. Tôi nghẹn lời trước khi có thể nói tên chị Chê. Đồng chí Thi, chị đồng chí có đến đây và báo cho tôi biết người chị cả của đồng chí đã chết. Ngày bắt đầu, ánh sáng của buổi rạng đông chiếu xuyên qua kẽ ván trong nhà. Tôi vừa mới ngủ được một chốc nhưng đã bị đánh thức dậy bởi tiếng gọi của bà Thoremeta. Đến giờ làm việc. Trước khi tôi kịp nghĩ gì thì mọi người đã nhổm dậy và vội vã ra khỏi nhà, biến mất từng người một. Sau suất ăn trưa, bà Thoremeta bảo tôi về nhà. Khi bà nói, tôi cảm thấy ánh mắt của mấy đứa trẻ kia đều nhìn tôi. Quá mệt, không trả lời bà trưởng đoàn nổi, tôi lặng lẽ rời trại. Khi tôi đến nhà, công hộ ông nội tôi và một người đàn ông khác đang leo xuống lều, hai tay giữ chắc một vật gì đó dài, quấn vải chặt. Đó là chị Chê. Các chị Ra, Ri và Mập theo sau, mắt đỏ ngầu, sưng vù. Vì phải mang chị Chê xuống khỏi lều, công hộ ung và người đàn ông kia cần giữ chị cho chắc, nên họ buộc chị vào chiếc đòn gánh. Thảm biết mấy, tôi nghĩ, phải mang chị đi như vậy. Không kiểm soát nổi mình nữa, tôi òa khóc. Khi công hộ ung và người đàn ông đào mộ chị ở gần hàng cây cọ, tôi đưa mắt nhìn xác chị. Trong trí, tôi nói thầm những lời tôi muốn nói với chị. Chị Chê ơi, nếu em sống sót, em sẽ học ngành y. Em muốn giúp đỡ người khác vì em đã không thể giúp chị. Còn nếu em chết trong kiếp này, em sẽ học ngành y ở kiếp sau. Khi đêm xuống, chị ra nhắc tôi trở lại nhà tập thể. Trong một lúc tôi không hiểu chị đang nói gì. Tôi nhìn chị, nhíu mày lại. Chỉ khi chị lặp lại từ nhà tập thể, tôi mới nhớ Thoremeta đã cho phép tôi ở lại với gia đình đêm nay và ngày mai. Nằm trên sàn, tôi nhớ lại lời chị Chê yêu cầu hôm trước. Tôi nhìn chị ra và hỏi, tại sao chị không chôn chị Chê dưới cái cây trước nhà? Chị không muốn chôn chị ấy ở đó, chị sợ lắm. Chị ra trả lời bực bội, tôi không thể tin chị ra lại từ chối cái ý nguyện cuối cùng của chị Chê. Tôi bèn nhắc cho chị chính xác từng lời của chị Chê. Lời chị Chê van nài chị đừng quên. Chị Di bèn nhào ra cứu chị ra, nhắc tôi rằng chị ra vốn rất sợ ma. Quả vậy, tôi vốn biết điều đó, nhưng chị Chê là chị của chúng tôi mà. Chị sẽ không làm chúng tôi sợ đâu. Chị chỉ muốn ở gần để chăm sóc chúng tôi mà thôi. Tôi cãi lý, nhưng tôi chỉ làm cho chị ra càng sợ thêm. Chị ra ngắt lời tôi. Chị không muốn nói chuyện này nữa. Chị muốn đi ngủ. Chị chưa chợp mắt kể từ khi chị ấy chết. Tôi thức giấc đột ngột, nhưng rất tỉnh táo. Trời đã tối trước khi tôi thiếp đi. Nhưng bây giờ trời sáng, và tôi đang ở giữa những đám mây. Nhẹ nhàng, người tôi bay bổng lên, xuyên qua lớp mây, hết lớp này đến lớp khác. Đến nơi có lớp mây bằng phẳng như nền nhà toàn mây. Lạ thật, tôi nghĩ. Nhưng nó giống như sàn của một ngôi nhà. Một ngôi nhà đặc biệt đứng đầy đàn ông và đàn bà mặc toàn đồ trắng. Lần lượt, mỗi người dang rộng tay đón chào một người khác.
rồi một chiếc thảm màu trắng trải ra trên sàn nhà. Mấy người đàn ông và đàn bà mỉm cười. Tôi nhìn lên một lớp mây nữa, chợt thấy một phụ nữ đang bước xuống. Chị Chê. Lưng chị quay về phía tôi, những người kia đang đứng xung quanh tôi, rồi bỗng dưng nhỏ lại, khuất dần sau đám mây. Chị Chê, đợi em với, chị Chê. A Thi ơi, dậy đi em. Em vừa có giấc mơ dữ dội đấy. Chị Di nói, vỗ về tôi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.